Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một cái phôi mai rừng nha. Mai rừng dáng bay các bạn ha. Cây này anh em về có thể sửa thành dáng đổ luôn được nha. Này về anh em nghiên cứu ha. Rễ này nó bỏ về phía trước nè. Có một cái phần rễ nó nhô về phía sau thì cắt cái gọn cho nó gọn ha. Dưới này thì nó ôm một cái cục đá nhỏ nhỏ dưới này. Thân thì mập mạp nha, da dày các bạn, dòng này là dòng da dày, nó ôm cục đá ở dưới này ha. Rễ mấy cái rễ trước này, nếu mà các bạn trồng dáng bay thì các bạn để cái rễ trước này cho nó chổi xuống chống đỡ lại cũng được. Còn nếu mà anh em thích dáng đổ thì về anh em cắt bỏ mấy cái rễ nhỏ ở trước, cây khá là đẹp. Hoành thì 29, hoành thân 29 ha, hoành thân 29, còn chiều dài của nó là 60. Nói chung thì anh em có thể chơi dáng dáng bay hoặc là dáng đổ đều được hết luôn ha. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 500.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Cây thì nó cũng không có lớn các bạn, cây hoành 29 thôi, chiều dài thì 60. Cây này anh em có thể chơi dáng bay hoặc dáng đổ tùy ha. Màu zin nha, màu khá là ngon các bạn. Anh em chịu yêu thì liên hệ ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.